Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị, bà con kiều bào trong và ngoài nước, cũng như tất cả các quý vị. Thì quý vị, thì trong những năm gần đây, rất là nhiều Việt kiều có xu hướng trở về Việt Nam nha quý vị. Và thực sự thì cái câu hỏi về Việt Nam làm gì, về Việt Nam ở đâu, và về Việt Nam nếu như định cư lâu dài ở Việt Nam thì cuộc sống sẽ như thế nào, ra sao, thì liên quan đến những câu hỏi như vậy, quý vị sẽ có rất là khó trả lời cho những người mà đang ở cái thời điểm có nên về Việt Nam hay không. Bởi vì quý vị có rất là nhiều người thì cũng đặt ra những cái câu hỏi. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái cặp vợ chồng đang đắn đo trở về Việt Nam nó như thế nào nha quý vị. Mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi cái nội dung này. Thì sau thời gian làm việc và tiết kiệm, hiện tại thì chúng tôi có thể nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống mà không lo lắng về kinh tế nữa. Thì vợ chồng tôi đã ngồi 50 tuổi rồi và không có con, sống ở bang California. Và tôi và chồng đang phân vân giữa việc về Việt Nam hay là ở lại. Nếu về Việt Nam, tôi lo là không biết y tế ở Việt Nam và môi trường sống ở Việt Nam có tốt hay không. Vì chồng tôi có một số bệnh nền và xa xứ đã lâu, sợ khó hòa nhập. Chúng tôi dự định mua một căn hộ đầy đủ tiện ích ở quận 7 Sài Gòn. Thì thời gian rảnh rỗi có thể đi du lịch và làm việc thượng nguyện ở lại Mỹ. Cuộc sống thì khá là bùng tẻ, mùa đông thì rất là rất lạnh. Bù lại thì y tế và cơ sở vật chất tốt. Thì chúng tôi đã quen với ngôn ngữ và luật lệ ở bên Mỹ này rồi. Tôi mong khi quý vị, anh chị và các bạn đọc được những cái lời này thì đưa ra những cái góp ý cho vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đây là một cái câu chuyện của hai vợ chồng lớn tuổi ngồi năm vui và đã có cuộc sống kinh tế cũng khá là ổn định. Và họ dự định về Việt Nam mình mua căn hộ. Và không biết là quý cô bác anh chị khi nghe được những cái câu chuyện như thế này thì quý vị cảm thấy như thế nào. Nhưng sau một khoảng thời gian thì hai vợ chồng này đã quyết định về Việt Nam mua một căn hộ khá là đầy đủ tiện ích ở Sài Gòn quý vị. Và ở khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7 quý vị ha. Có điều kiện kinh tế bây giờ cũng khá quý vị, so với mặt bằng chung của Sài Gòn nha quý vị. Và họ cũng đã chia sẻ rằng bây giờ cuộc sống của họ khá là tốt ở Việt Nam, thì cũng không có gì phải lo lắng về y tế hay là về mọi thứ khác cả. Bởi vì bây giờ có điều kiện thì mình cứ vào những cái bệnh viện quốc tế, mình vẫn được phục vụ một cách rất là chu đáo, chứ không như ở bên nước ngoài, muốn khám chữa bệnh gì thì cũng phải đặt lịch khá là lâu. Rồi muốn mua thuốc gì là phải có đơn kê của bác sĩ. Còn ở Việt Nam thì chúng ta mua thuốc gì chúng ta thoải mái tự nhiên. Hoặc là họ có những thời gian rảnh rỗi, ví dụ như là sáng đi cà phê ăn sáng, rồi sau đó là đi tập thể dục, rồi có thể đi du lịch khắp Việt Nam. Đó là cái chia sẻ đầu tiên của hai vợ chồng khi về Việt Nam và họ cảm thấy hài lòng với cái quyết định của mình như quý vị. Thì thực sự quý vị, khi cô bác anh chị cũng biết rằng bây giờ về Việt Nam nó cũng khác xa so với ngày trước rồi quý vị, chứ không giống như trước kia. Trước kia thì có nhiều người vẫn còn cái định kiến nó gọi là không tốt về Việt Nam quý vị. Họ cho rằng là về Việt Nam thế này thế nọ thế kia, về Việt Nam mình môi trường không được tốt, không được trong sạch, về Việt Nam mình đồ ăn độc hại, rồi không khí không được trong lành, rồi rất là nhiều thứ. Và những người của chị mà có những suy nghĩ không tích cực á, thì đi đâu họ cũng cảm giác như là suy nghĩ không được là tốt cho lắm quý vị. Và một trường hợp tiếp theo vậy, đó là cặp vợ chồng đã quyết định không qua Mỹ định cư. Bởi vì họ cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam khá là đầy đủ rồi quý vị. Thì mời quý vị có chuyện bạn tiếp tục có câu chuyện thứ hai này của một hai vợ chồng quý vị ha. Thì từ bỏ cái hoạch định cư ở nước ngoài, vợ chồng tôi ở lại Việt Nam làm ăn trong nước, kiếm hơn 40 triệu đồng trên một tháng. 45 tuổi đã nghỉ hưu. 45 nghỉ hưu rồi, nghỉ sớm quý vị. Tôi đã không hối tiếc
hủy đi định cư Mỹ cách đây 30 năm. Năm 1990, lúc đó tôi làm hồ sơ định cư cùng ba mẹ và em trai do chị tôi bảo lãnh. Và năm 1993, ba mẹ tôi được giải quyết hồ sơ đi trước, còn tôi và em trai ở lại. Đến năm 2000 thì chị tôi báo hồ sơ đã được xem xét giải quyết, muốn đi thì bổ sung hồ sơ cho vợ và con tôi. Vì lúc đó tôi đã có gia đình. Sau khi được tư vấn về vấn đề sang đó làm gì, công việc ra sao, thì chị tôi có nói nếu hiện tại thu nhập của gia đình tôi khoảng hơn 40 triệu đồng trên một tháng thì tốt nhất nên ở lại. Và nếu mục đích đi để cho con cái được học ở nước ngoài thì chẳng cần thiết. Vì sau này cho con đi du học cũng chẳng khó nếu tôi có khả năng tài chính. Vì thời điểm đó vợ chồng tôi đã tự chủ về tài chính rồi, nên tôi làm cho công ty nước ngoài, còn vợ thì có cơ sở kinh doanh riêng. Vậy là vợ chồng tôi quyết định hủy kế hoạch định cư Mỹ mà ở lại Việt Nam làm ăn. Cho đến giờ mọi quyết định đều đúng đắn quý vị. Con lớn của tôi năm nay học đại học năm thứ 2 trường quốc tế trong nước, và cháu nói sau đại học mới tính đến cái chuyện học cao hơn ở nước ngoài, nếu cần còn không tiếp tục học tại trường chiến lược với cái chương trình học thạc sĩ cũng không khác gì ở nước ngoài. Và tôi đã nghỉ hưu và làm gì mình thích từ lúc mới 45 tuổi, tôi đã nghỉ hưu sớm rồi. Quý vị anh chị và các bạn cũng vừa nghe mình chia sẻ hai cái câu chuyện trái chiều nhau quý vị. Có người thì đã sống ở Mỹ lâu năm và họ mong muốn trở về Việt Nam. Và có những người ở Việt Nam cuộc sống đầy đủ thì họ không cần thiết phải đi qua Mỹ để định cư, mặc dù đã có cơ hội có người bảo lãnh qua đó định cư nhé quý vị. Họ cảm thấy rằng ở Việt Nam cuộc sống kiếm tiền như vậy là khá là ổn rồi. Nếu như muốn đi du lịch, muốn đi du học thì họ vẫn có thể lo được cái vấn đề đó. Vậy thì không biết quý vị, cô bác, anh chị vừa nghe xong hai câu chuyện này thì quý vị có cảm thấy như thế nào? Thì hai người này có quyết định đúng hay đắn hay không? Thì quý vị có thể để lại cái comment và bình luận ở dưới video quý vị ha. Còn đối với trong trường hợp mà nhận xét cá nhân của mình quý vị, thì mình cũng đưa ra ý kiến riêng của mình. Thì mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Có người thì có thể cho rằng qua Mỹ định cư là tốt. Có người thì cho rằng ở Việt Nam là tốt. Cái đó thì tùy vào mỗi người, mỗi quan điểm khác nhau vậy, tùy từng hoàn cảnh. Ví dụ như ở Việt Nam mà có cuộc sống tốt đẹp rồi thì mình cứ nên ở Việt Nam thôi, tội gì phải qua Mỹ, đúng không quý vị? Nếu như qua Mỹ thì mình cần phải xét những cái trường hợp như thế nào. Ví dụ như là ở Việt Nam không có cái gì tay trắng thì qua Mỹ sẽ tốt hơn, bởi vì qua đó thì sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta có thể tìm kiếm được việc làm, để mình có thể thay đổi được cuộc sống, để mình có thể là tìm kiếm các cái cơ hội để phấn đấu quý vị. Và với những người mà có đầy đủ cơ sở vật chất, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ ở Việt Nam rồi thì quý vị cứ nên tận hưởng ở Việt Nam, bởi vì cuộc sống ở Việt Nam khá là thong thả, vì không có áp lực nhiều như là ở bên Mỹ quý vị ha. Còn ở Mỹ á, mấy quý vị ai có biết à, quý vị sống ở Mỹ thì quý vị cũng biết rồi, áp lực công việc, áp lực cuộc sống, áp lực về trả tiền bill hàng tháng rất là áp lực việc. Còn ở Việt Nam thì gần như là những cái thứ đó nó có rất là ít quý vị. Ví dụ như là tiền điện, tiền nước, tiền ga rồi vân vân rất là nhiều thứ quý vị, nhưng mà nó rất là ít tiền quý vị, đã không bán là bao nhiêu cả, kể cả thế nhà thế cửa một năm đóng đâu chỉ có vài chục ngàn tới vài trăm ngàn quý vị, rất là ít. Nên ở Việt Nam mình có rất là nhiều thời gian rảnh rỗi và thoải mái, đi uống cà phê rồi đi tắm ngẫu rồi đi chơi quý vị, rất là thoải mái. Ví dụ như một người làm văn phòng một ngày 8 tiếng đi
thì sáng người ta còn thảnh thơi cái gì, thì 8 giờ vô làm thì 6 giờ sáng là dạy người ta đi chơi thảnh thơi, người ta uống cà phê tới 7 giờ 7 rưỡi người ta đi, 8 giờ người ta vô làm việc, còn chiều sau 5 giờ về thì người ta còn thảnh thơi đi đi gặp bạn bè, đi karaoke hát rồi đi ăn nhậu rồi vui chơi, đó là rất là sướng. Vị về gia đình, có gia đình thì ở gia đình chơi gia đình, còn nếu không bạn bè người ta vẫn có thời gian để ăn cơm đi chơi đi đọc đi cái gì cũng rất là thoải mái. Chúng ta có gia đình, chúng ta ở nhà, chúng ta độc thân, chúng ta đi gặp bạn bè ăn uống vui chơi ở ngoài đường mọi nơi rất là thoải mái, rất là tuyệt vời. Quán nhậu quán ăn uống ở Việt Nam mình thì khắp có gì đầy các quả đường đường xá, ra đường là có quán nhậu, quán cốc, quán vỉa hè, quán cà phê, từ bình dân tới cao cấp đều có tất cả, vị không có gì mà thiếu. Ở thì có rất nhiều Việt kiều vậy, sau khi trở về Việt Nam vậy cảm thấy rất là thích thú với cái cuộc sống ở Việt Nam gì, nhưng mà họ cũng phải đắn đo suy nghĩ rất là nhiều vị. Tại sao nếu bỏ Mỹ Việt Nam á, thì họ phải tính toán về cơm áo gạo tiền nhà cửa rồi vân vân rất là nhiều thứ. Nếu như là cái mức sống hoặc là họ lãnh lương ở bên Mỹ về Việt Nam mình tiêu tiêu thì nó thoải mái lắm vị, không có vấn đề gì cả. Đối với những người mà ở Việt Nam mà không có một cái gì, không có nhà cửa, không có bạn bè, không có họ hàng thân thiết gì thì về Việt Nam sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ha. Trừ khi là ở bên Mỹ họ rất là giàu có, họ Việt Nam họ mua nhà mua cửa họ về thì họ sẽ được hưởng những cái cuộc sống sung sướng. Còn đối với những người mà ở bên Mỹ á, cày cút cả vất vả rồi mà về Việt Nam mà với hai bàn tay trắng nữa thì hoặc là một số vốn rất là ít á, chẳng hạn thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nhé vị, khi mà hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam. Thì bởi vì chúng ta đang sống ở bên Mỹ ta quen rồi, và về Việt Nam chúng ta sống thay đổi hoàn toàn cái môi trường khác nhau nhớ quý vị. Thì đây là những cái nhận định cá nhân của mình, không biết quý vị cô bác anh chị khi nghe xong thì quý vị có những cái đóng góp gì thêm hay không, thì quý vị có thể để lại cái bình luận và comment bên. Trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ về cái vấn đề mua nhà ở Mỹ đối với tất cả các quý vị cô chú anh chị các bạn. Thì đối với những cô chú anh chị các bạn ở Việt Nam mình, chúng ta mới qua Mỹ định cư sinh sống, rồi chúng ta làm việc, rồi chúng ta tích góp, rồi chúng ta mua nhà mua cửa. Và đối với những quý vị cô chú anh chị các bạn đang sống trên đất nước Mỹ, những cô chị Việt kiều đã sống ở thời gian lâu mà chúng ta cũng chưa thể mua nhà nổi và chưa không mua nhà được, và không mua nhà nổi thì phải làm sao và phải như thế nào, thì trong cái video ngày hôm nay mình cũng chia sẻ đến quý vị cô chú anh chị các bạn về những cái sự việc và những cái câu chuyện để quý vị cô chị các bạn có những cái rút ra những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể mua được nhà, để chúng ta có thể định cư và sống ở Mỹ một cách nó tuyệt vời và cuộc sống nó thoải mái hơn quý vị nha. Thì ai cũng vậy, quý anh chị các bạn an cư mới lập nghiệp thì ai cũng nói như vậy. Thì đa số vị thì ở Việt Nam mình thì rất là khó, ở Việt Nam thì rất là khó mua nhà như công nhân hay là làm cơ quan hay làm như cái gì ở Sài Gòn bây giờ là không có thể khả năng mua nhà nữa đâu. Nếu làm lãnh lương tháng mà cả hàng ngàn đô ở Việt Nam mình một tháng thì cũng không có khả năng mua nhà ở Việt Nam, ở Sài Gòn quý vị ha. Còn ở bên nước Mỹ thì như thế nào và là sao, thì để quý vị của chị không mua nhà được nổi thì chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có nhà. Thì quý vị của chị các bạn, thì hôm vừa rồi thì mình cũng có trò chuyện với một số anh chị các bạn á, thì nói chuyện vấn đề mua nhà thì cũng đã kể chuyện thì ảnh đã theo dõi và cái thị trường nhà cửa ở Mỹ cách đây 2 năm rồi mà ảnh không thể nào mua được cái nhà. Và không phải là không thể nào mua được nhà mà 2 năm trước á, họ có khả năng mua nhà nhưng họ mà họ cứ chần chừ, họ cứ nghĩ là chắc là từ từ đã mua, thị trường thì sẽ có lúc tăng lúc giảm và có trong tương lai thì nó có thể giảm thôi. Thì tại vì cái giá nhà nó đã lên rồi thì của chị các bạn thì lá lúc trước đây của chị ha, thì ví dụ như lúc đó 200 2020 2021 á thì của chị các bạn thì giá nhà của lúc đó nó cũng thì lúc nào cũng chị đi mua nhà thì cái nhà lúc hiện tại lúc nào cũng cao hết quá trời luôn. Chúng ta cũng thấy nhà khi mà chúng ta mua nhà xong rồi 3 4 tháng á, hoặc là 5 năm sau á, thì mình nhìn lại thì cái thời gian trước đây mình mua nhà thì
thì giá nó rẻ quá, đúng không quý vị? Kênh anh quý vị của anh chị các bạn mới đi mua nhà thì chúng ta thấy cái nhà nó đắt quá, và người khách và rất là nhiều các khách hàng ở đi đi mua nhà thì người ta cũng nghĩ như vậy gì, họ nghĩ như vậy. Như vậy cho nên là ra nhiều cô chú anh chị các bạn, một số mà bên mua bán đất của chị, một số anh chị mà mở bán đất á, người ta cũng có khuyên rất là nhiều vấn đề về, người ta giải thích rất là nhiều về vấn đề này, họ giúp cho những cô chú anh chị các bạn về mua nhà để họ có cái thiệt, có cái những cái suy nghĩ, cả cái số tiền lúc đó khi mua nhà được căn nhà khá tốt mà họ chờ thì họ sẽ không thể mua nhà ví dụ như 3 phòng ngủ hoặc 4 phòng ngủ và có thể đi xa hơn thôi, mà họ không chịu nghe vậy, và xong rồi họ cứ đi coi nhà hàng tuần thêm overnight suốt 2 năm, lúc nào cũng đi coi và bao lâu có căn nhà ưng ý, và không có open house thì gọi một số người tới dắt đi coi anh chị. Thì nhiều các nhiều cô chú anh chị các bạn mà bên môi giới nhà thì người ta cũng dắt đi coi, vui vẻ dắt đi coi, họ đi xem thôi, và khi mà họ có họ đi xem của chị, và những người mà người ta có kiến thức nha, những người mà ta đã kinh nghiệm mà ta chờ và ta săn nhà như vậy là người ta có những kiến thức về thị trường rất là vững chắc, bởi vì họ theo dõi giá nhà và nhà cửa trong cái thời gian rất là dài rồi, nên cái vấn đề ở đây á là họ không có sẵn sàng để họ mua, và họ cứ nghĩ rằng giá nhà trong tương lai sẽ giảm mà không ai có thể đoán trước được cái nhà có thể tăng hay giảm. Khi mà chúng ta mua nhà để ở và chúng ta mua trong cái thời gian lâu dài, và trong khi tiền mua nhà thì càng ngày càng tăng, thì người khác của chị, một số người khác cũng có nói với mình như thế này, gọi điện và hỏi mình như thế này để đưa ra một quyết định cuối cùng, thì hơi buồn vị, thì họ không thể nào mua căn nhà nào nữa trong cái thị trường mà bây giờ so với cách đây 2 năm về trước, và họ quyết định là dời qua cái bang khác rẻ hơn, tại vì cái bang này không đủ tiền để mua nữa đó quý vị thấy không. Vì họ cứ chần chừ miết 2 năm thôi, cuối cùng giờ cái giá nhà nó đẩy lên cao quá rồi người ta lại không mua được, và cuối cùng người ta phải buộc phải chuyển nhà qua bang khác để người ta mua nhà. Vì có thể họ có chị và họ cũng nói là họ làm việc online tại nhà nên họ không cần phải đi làm, nên họ ở đâu cũng được. Thì mình cũng hỏi họ là qua bang khác á, họ có thích cái cuộc sống ở đó hay không, thì họ nói là họ cũng chưa biết nữa, vì cái mục đích cuối cùng để chúng ta đi làm là có một cái chỗ căn nhà, chỗ ở an cư lập nghiệp, họ đẹp, an ninh và trường học tốt cho các con cái sau này thì rất là ok vậy. Thì chúng ta có thể đi qua bang khác thì cái giá nhà nó cũng giống như ở cái bang đây, có thể giống ở bang này, nhưng mà chúng ta đi ở nơi khác thì nó xa hơn, thì có thể là lúc đó thì có thể là nhiều nhiều căn nhà nó có thể là đẹp hơn, to hơn, và chúng ta mua được những căn nhà mới xây ví dụ 2.000 đến 3.000 sq ft với khoảng là 600 ngàn 700 ngàn USD, và trường học cũng là trên 8 điểm. Thì họ nói với mình đó là họ không còn sự lựa chọn nào khác đối với 700-800 ngàn ở bên đây, họ chẳng mua được gì cả, ngồi condo và house, vị trí cũng không có gần trung tâm nữa, nên họ đã quyết định qua cái bang khác, không người thân, không bạn bè, mua vì nhà đẹp, vì trường học, đó là sự lựa chọn của họ thôi quý vị. Thì vấn đề ở đây mình muốn nói mọi người là khi mà chúng ta chờ đợi một vấn đề gì đó, chờ gì đó, chúng ta cứ chờ 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 thì chờ cái gì đó mà quý vị của chị không thể kiểm soát được thị trường, chúng ta không thể nào kiểm soát được cái lãi suất, cũng như không kiểm soát được cái tình hình tài chính và cũng như sở thích của mình, thì chúng ta có thể kiểm soát được cái đó thôi, khi mà chúng ta chỉ kiểm soát được cái tài chính của mình thôi. Khi mà cái tài chính của mình được sẵn sàng rồi thì chúng ta có thể đi ra ngoài, chúng ta không tìm được căn nhà ưng ý, đó là tiền nào của đó quý vị. Nói như tài chính của chúng ta mạnh hơn xíu thì đương nhiên chúng ta sẽ mua được căn nhà đẹp hơn, gần hơn, còn nếu tài chính của mình nó tới đó thôi á thì đây là cái mức thực tế mà chúng ta phải mua. Nhiều người thì họ giác ngộ cái chân lý này sớm nên họ đã mua được nhà nhanh, để đi coi 3 4 căn là họ mua được riêng. Rồi có nhiều người thì họ mất 2 năm 5 năm thì họ đi mua, họ chờ đợi nhà rẻ, mà chờ hoài thì nhà nó không rẻ, thì mất hết 2 3 năm thì lúc đó người ta nhận ra được cái chân lý này, thì lúc đó vậy họ đã
trả một cái giá khá đắt của chị, là những người mua nhà với mình của chị trước đây thì cảm thấy rất là may mắn, bởi vì họ an cư rồi thì họ tập trung vào để lập nghiệp của chị, lập nghiệp tăng thu nhập lên và không suy nghĩ là hôm nay phải dọn nhà đi đâu, với cái tìm chỗ thuê khác, chủ nhà tăng giá thuê lên, sau này mua nhà không được nhà giá tốt thì họ đã an cư rồi, bây giờ họ đang lập nghiệp đó. Cho nên quý vị của anh chị các bạn, chúng ta nếu chúng ta có ý định mua nhà thì chúng ta nên tranh thủ mua sớm quý vị, chúng ta đừng nghĩ à ngày mai giá nhà sẽ xuống, ngày mốt cái nhà sẽ xuống, ngày kia giá nhà xuống, nó giá nhà nó rất là khó xuống quý vị, đa số nó lên thôi, nhưng nó xuống thì rất khó, một là nó đứng im rồi sau đó một thời gian nó sẽ tăng lên thôi, chứ còn mà xuống á thì cái thời điểm này cũng có, vì có thời điểm nó cũng xuống nhưng mà rất là hiếm quý vị ha, trừ khi nào kinh tế nó ảm đạm lắm, kinh tế này nọ kia thì nó mới xuống thôi. Cho nên đó, cho nên nhiều người cứ mua nhà rồi cứ an cư lập nghiệp rồi chị, rồi tung tăng của chị, rồi thu nhập, rồi họ có thêm tiền để dành, rồi họ có thể mua thêm nhà, họ có thể mua thêm căn nhà mới, thì chúng ta mua những căn nhà nhỏ nó ở rồi từ từ chúng ta đổ 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 từ từ nó lên, chứ chúng ta không mua, chúng ta chờ, chúng ta mua cho nhà đẹp bằng nhà mơ ước thì cũng chỉ có ha. Thì đầu tiên thì có thể là căn nhà đầu tiên người ta mua, người ta để đó an cư lập nghiệp thôi, thì để người ta yên tâm, người ta kiếm tiền rồi. Nhiều khi họ không có thích à quý vị, nhưng mà ta cố mua để an cư lập nghiệp, và khi mà ta đã an cư rồi, người ta làm ra nhiều tiền rồi, thì lúc đó cũng chỉ thị trường đi lên thì đương nhiên cái nhà người ta cũng lên, và lúc mà ta có tiền lên rồi, người ta bán căn nhà đó, người ta bù thêm tiền có chị, người ta mua được những căn nhà mơ ước đẹp hơn và đúng như những căn nhà của người hai, hoặc là người ta có tiền, người ta có thể mua thêm được căn nhà thứ hai, căn nhà thứ ba cho thuê. Đối với mình của anh chị các bạn, đối với mình, tất cả các mình chia sẻ đến quý vị của anh chị các bạn, thì đó mới thật sự là giấc mơ Mỹ của chị ha. Thì đối với mọi người, ai cũng nói là first timer, người mua nhà lần đầu, chứ không ai nói là last time buyer, người mua nhà lần cuối vậy ha. Bởi vì khi mà bạn làm được cái bước đầu tiên lúc nào nó cũng khó để có thể thực hiện được. Mà khi chúng ta mua được căn nhà đầu tiên rồi, chúng ta thực hiện được cái bước khó khăn nhất rồi, thì những bước sau chúng ta cảm thấy rất là dễ dàng. Như quý vị của anh chị các bạn mới lần đầu tiên đi vô công ty mới làm đi, thì cái ngày đầu tiên thì lúc nào cũng hoang mang bỡ ngỡ, không biết sẽ đối xử như thế nào. Thì quý vị của chị làm cho công ty chừng 1 năm thôi, thì thành là gọi là quen rồi đó. Lúc đó là gọi là quý vị, lúc đó là coi như là chúng ta gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới luôn quý vị ha. Đó, thành gọi là cao trong công ty rồi và luôn đúng quý vị. Thì chúng ta mua nhà cũng vậy, thì như chúng ta đi mua nhà cũng vậy thôi, chúng ta là người đưa ra của chị, thì mình chỉ đưa ra những cái lời khuyên, những cái dẫn chứng, đưa những cái mình quan sát được từ những ít người quan sát được thị trường và một cá nhân kinh nghiệm của mình, thì mình chia sẻ đến quý vị. Khi mà quý vị mua nhà thì chúng ta đừng nên ai tác động vào cái nhà của mình, quý vị. Nhà là nhà của quý vị ở và tiền là tiền của quý vị trả. Đừng bao giờ hỏi ai cả, ví dụ hỏi mình hay hỏi người thân, hỏi nhà người làm nào cả, mình có nên đi mua nhà hay không. Nếu như mình không biết tại sao mình đi mua nhà thì chúng ta đừng mua quý vị. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ và chúng ta phải quyết định khi nào chúng ta tìm được lý do tại sao chúng ta phải mua nhà, mua nhà để làm gì và mua nhà mục đích là gì, lý do tại sao, thì chúng ta có những cái quý do như vậy, những cái quyết định như vậy, những câu hỏi như vậy thì chúng ta mới đưa ra, chúng ta quyết định là mua nhà quý vị. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc khi mà chúng ta ở trong căn nhà đó là đủ rồi. Đừng có để ai tác động, đừng có để ai nói ra với vô, bởi vì họ không phải là người sống trong căn nhà của mình và cũng không phải là người trả tiền trong ngân hàng quý vị. Thì trong cái công việc của chị các bạn, thì trong cái công việc mà mình chia sẻ trên cái YouTube và cũng như công việc của mình đi làm ở ngoài của chị, thì cũng có rất là nhiều một số câu chuyện của chị. Thì mỗi căn nhà của chị, mỗi khách hàng mình gặp được của chị, thì mình gặp lại những cái câu chuyện khác nhau. Là mọi người của chị các bạn, thì mình muốn lên YouTube đây để chia sẻ lại của chị, để chia sẻ những cái gì mình thấy được, mình biết được, mình hiểu được, mọi người cùng theo dõi, cùng lắng nghe. Và quý vị của anh chị các bạn thấy thích về những cái chủ đề, ví dụ như của chị thích về những cái chủ đề ví dụ như bất động sản, hay là những cái chủ đề về nhà cửa, nhà đất,
rồi đất sản, rồi những cái chủ đề về Việt kiều về Việt Nam mình đầu tư, hoặc là Việt kiều tới cái tuổi nghỉ hưu về Việt Nam mình nghỉ hưu thì sẽ như thế nào và ra sao, những trường hợp như thế nào, hoặc là Việt kiều Việt Nam mình đầu tư kinh doanh trong thời điểm này thì ra sao. Thì hiện nay quý vị, đất động sản ở Việt Nam mình đang đứng và đang rớt giá rất là nhiều. Cái thời điểm hiện tại của chị ha, trong cái năm 2023 này, mà thực sự ra những quý vị cô chú anh chị bà con kiều bào mà chúng ta có tài chính, có tiền và chúng ta dư dả, chúng ta về Việt Nam chúng ta đầu tư bất động sản trong thời điểm này là một trong những thời điểm vàng quý vị. Thì cái thời điểm này là cả hàng trăm hàng ngàn người mà có tiền chờ đợi đây quý vị, là giá đất hiện nay ở Việt Nam đang xuống rất là sâu sát đáy luôn quý vị ha, đang xuống rất là sâu sát đáy luôn. Bây giờ chúng ta đầu tư, chúng ta để đó 4 5 5 năm sau thì đương nhiên thị trường nó sẽ vực dậy và nó lên lại quý vị. Thì lúc đó nhà nó sẽ lên lại và lúc nó sẽ dột lên lại, thì đương nhiên chúng ta sẽ có được một cái món khoản tiền thu lợi về khá là khổng lồ quý vị ha. Đối với những quý vị của anh chị bạn có tiền, nhất là những vị của anh chị bà con kiều bào muốn đầu tư về vấn đề kinh doanh bất động sản quý vị ha. Rồi cái video thì mình cũng chia sẻ sơ sơ như vậy thôi, thì quý vị có những ý kiến và đóng góp gì có thể comment vào bình luận bên dưới ha. Cảm ơn quý vị của anh chị các bạn đã xem video từ đầu đến giờ. Kính chúc quý vị của chú anh chị các bạn có sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.